Lovren chia tay Liverpool. Thông tin từ Sky Sport cho hay, Matteo Darmian đã đạt được thỏa thuận sơ bộ đầu quân cho Inter Milan hè năm tới, ngay sau khi hết hạn hợp đồng với MU. Cầu thủ chạy cánh phải người Italia đến Old Trafford hồi 2015, nhưng không được ra sân chơi bóng thường xuyên dưới thời Mourinho hay Solskjaer. Mùa trước, Darmian chỉ thi đấu 7 trận cho Quỷ Đỏ, ở ngày mở màn ngoại hạng Anh trước Chelsea. Cựu hậu vệ Torino còn không có tên trong danh sách đăng ký. Theo luật FIFA, các câu lạc bộ ngoài nước Anh sẽ được tự do đàm phán với Darmian từ tháng 1 năm 2020, khi anh chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Tuy nhiên ngay từ thời điểm này, Inter đạt được thỏa thuận miệng với chàng cầu thủ 29 tuổi này. Trước đó, Juventus cũng quan tâm đến Darmian nhưng đội bóng thành Milan đã hành động mau lẹ và dứt khoát. Trong một diễn biến khác, trung vệ người Croatia Dejan Lovren thừa nhận, sự nghiệp của anh trong màu áo Liverpool gần như đã kết thúc và muốn được chuyển sang AS Roma. Corriere dello Sport cho hay, Lovren đang xem xét khả năng cập bến Italia trước khi thị trường chuyển nhượng Serie A đóng cửa. Thậm chí, cầu thủ 30 tuổi sẵn sàng chấp nhận giảm lương để đầu quân cho đội bóng áo ba châu. Lovren hiện đang bị thất sủng ở Anfield, chỉ là lựa chọn thứ tư ở vị trí trung vệ, sau Van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip. Chấn thương hồi đầu 5 trận gặp cúp khiến anh đánh mất phong độ trầm trọng. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn yêu cầu khoản phí 20 triệu bảng với bất kỳ đội nào muốn có sự phục vụ của Lovren. AS Roma hy vọng rước anh về thay thế Manolas.